niềm đau đã chín kiếp người, lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có. Hai thập niên qua, Thanh Hà đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với giọng ca đầy tự sự. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng ít ai biết cuộc đời của đóa hồng lai này vẫn là một đường tròn chưa thể khép kín. Mang trong mình hai dòng máu Việt Đức, Thanh Hà từ nhỏ đã phải gánh chịu nhiều sự ghẻ lạnh, thiếu đi sự thừa nhận của cha mẹ và bị người đời dè biểu vì cô là con lai. Nữ ca sĩ thú nhận, tôi ghét màu tóc, màu mắt và nước da của chính mình. Những cái đó làm tôi cảm thấy tủi thân, khi bản thân khác xa với bạn bè xung quanh. Chị nói thật với Thành là lúc khi còn rất nhỏ, chị ghét chị lắm. Vì? Chị ghét cái màu tóc này, chị ghét con mắt này và chị ghét nhất là cái da của chị. Bởi vì những cái điều đó làm cho chị rất là tủi thân và khác xa với tất cả bạn khác. Mãi đến năm gần 20 tuổi, trước khi lên đường sang Mỹ định cư, Thanh Hà mới biết hóa ra người nuôi dưỡng yêu thương cô bao năm qua, người mà cô luôn gọi là mẹ, hóa ra chỉ là dì ruột. Còn người mà cô ngỡ là chị gái của mẹ mới chính là mẹ ruột của mình. Ca sĩ Thanh Hà, từ đứa con lai có tuổi thơ bị chối bỏ đến nữ danh ca nổi tiếng. Thanh Hà, tên thật là Trương Minh Hà, sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Hiện cô đang định cư ở Hoa Kỳ. Cha cô là một sĩ quan không quân Mỹ tên Bill Williams, nhưng không may tử trận tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam khi cô mới được hơn 2 tuổi. Nói về cha mình, Thanh Hà kể, cô từng được cho nhìn ảnh cha một lần, người ông dông dỏng cao, da trắng, rất phong độ. Cha cô quen mẹ cô khi ông đến hiệu giặt ủi do dì của nữ ca sĩ mở ra kinh doanh. Lúc đó, mẹ cô có sang tìm để phụ giúp, sau vài lần gặp gỡ, cuối cùng họ yêu nhau. Mẹ cô mang bầu rồi sinh ra cô. Do không chịu nổi sự mỉa mai của những người xung quanh, mẹ Thanh Hà đành đưa con gái cho chị mình nuôi dưỡng. Khi đó cô mới 2 tháng rưỡi tuổi. Không có cha mẹ bên cạnh, cùng ngoại hình khác biệt, Thanh Hà phải chịu sự ghẻ lạnh của nhà ngoại. Cũng vì lý do này khiến cô bị đám bạn cô lập, nhiều bạn bè đã lao vào chọc kẹo, miệt thị. Cũng vì chịu đựng nhiều tổn thương như thế, dường như tính mạnh mẽ của cô cũng hình thành từ lúc ấy. Được hỏi về người chồng của dì mà cô gọi là cha dượng, Thanh Hà rưng rưng. Từ nhỏ tôi không hiểu sao, ông ấy ghét tôi thế. Luôn gọi tôi là mày, xưng tao, lúc nào cũng giao tôi nhiều việc hơn các anh em. Chỉ ưu tiên những trận đòn, những câu nói cay nghiệt. Tôi đã từng rất ghét ông, sau này hiểu ra, biết sự thật thì tôi mới thông cảm. Hồi ông mất, tôi có về Việt Nam chăm lo đám tang. Nghĩa tử là nghĩa tận rồi, dẫu gì cuộc đời tôi cũng còn may mắn. Danh ca Thanh Hà đã từng chia sẻ trong chương trình Chuyện của Hà, câu chuyện của cảm xúc trên kênh YouTube của mình rằng ký ức về tuổi thơ của Hà là những lần Hà bị đánh đập, ức hiếp, lạm dụng. Những tổn thương dai dẳng đó đã hình thành một Thanh Hà hay khóc, rất là mít ướt, hay sợ và hay bám víu. May mắn thay, Thanh Hà đã được người dì mà cô gọi là mẹ rất thương yêu, chăm sóc bù đắp cho cô. Thứ duy nhất giúp cô vượt qua những buồn tuổi trong cuộc sống chính là âm nhạc. Từ nhỏ khi sống ở Đà Nẵng, cô đã tham gia nhiệt tình vào các hoạt động văn nghệ ở học đường, từ bậc tiểu học cho đến hết bậc trung học. Không những thế, Thanh Hà đã có dịp lên hát trên đài phát thanh Đà Nẵng. Chỉ tiếc một điều là không được hát trên truyền hình. Với Thanh Hà, quá khứ là cái làm nên ngày mai và chị chưa bao giờ buồn hận về số phận của một con lai. Thanh Hà cười vui, ai cũng có hoàn cảnh, tôi chưa bao giờ ngồi khóc lóc với hoàn cảnh của mình. Qua Mỹ, tôi gặp rất nhiều con lai có hoàn cảnh còn thê thảm hơn tôi nhiều. Chúng tôi đều cố gắng vươn lên để đứng vững và mạnh mẽ theo những cách khác nhau. Cuộc sống này đã bù đắp cho tôi rất nhiều, nhất là nhận được vô vàn tình cảm yêu mến của khán giả. Cho nên nếu được chọn lại, Thanh Hà vẫn muốn được sống cuộc đời này một lần nữa. Để được làm Thanh Hà như thế này ở kiếp sau là tôi mãn nguyện. Chuyến đi tìm kiếm ước mơ trở thành ca sĩ. Vào năm 1988, sau khi học hết lớp 12, Thanh Hà chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Đến năm 1991, cô quyết định di cư đến Hoa Kỳ để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Trước khi đi Mỹ, cô mới được những người thân nói cho sự thật về mẹ ruột của mình. Lúc đấy, Thanh Hà mới biết người mà bao lâu nay cô gọi bằng mẹ chính là gì. Trước khi đến được Mỹ,
cô gái Lai có một khoảng thời gian sống ở trại tập trung tại Philippines. Tại đây cô có thể học tiếng Anh và văn hóa Mỹ. Ngoài ra, Thanh Hà còn đăng ký thi hoa hậu. Cô nói mình đi thi chỉ để được uống nước ngọt và đi xe hơi đến nơi tập luyện. Kết quả, cô được nhận giải Á hậu tài năng sau khi hát bài Yesterday Once More. Đến Mỹ khi 19 tuổi, tiếng Anh chưa rành, Thanh Hà tạm gác giấc mơ âm nhạc để đi làm nhiều công việc tại New York kiếm sống. Cô bươn chải khắp nơi, việc gì cũng làm, trong đó có phụ bếp cho các cửa hàng bán thức ăn nhanh. Cô cho biết mình đã trải qua 13 nghề với mức lương 3 đồng một giờ trước khi tìm kiếm con đường đến với nghiệp cầm ca. Trải qua không ít thăng trầm, bằng nỗ lực và cố gắng vươn lên, giọng ca gốc Đà Nẵng sở hữu hơn 500 ca khúc phòng thu với những bản hit như Tàn Tro, Sa Mạc Tình Yêu, Cỏ Úa, chính thức được mời biểu diễn cho Trung tâm Thúy Nga, gây dựng chỗ đứng tại hải ngoại. Cô cho biết chính cuộc sống khó khăn và thiếu thốn tình cảm trong quá khứ đã ảnh hưởng đến tính cách và âm nhạc của cô. Nói về tính cách của mình, nữ ca sĩ tâm sự, từ nhỏ sống trong hoàn cảnh khó khăn đã tạo nên cho cô lối sống cư xử thẳng thắn, có chút tính đàn ông. Dẫu vậy, điều đó cũng không che lấp được bản chất nhu mì, yếu đuối bên trong. Có những lúc, bề ngoài Thanh Hà tỏ ra cương quyết, sau những quyết định đó, cô lại vùi đầu vào người thân để khóc thật nhiều. Cô cũng rất dễ đồng cảm với những khó khăn của người khác. Khi cô chơi với bạn hay trong công việc, nếu có vấn đề gì xảy ra, cô thường sẵn sàng và chủ động nhận phần thiệt thòi về mình để mọi người thoải mái hơn. Riêng với những cảm xúc trong âm nhạc, có lẽ những điều đau khổ mà Thanh Hà đã từng trải qua giúp cô có được thấu cảm sâu sắc nhất khi hát các ca khúc buồn. Đêm mong cô đơn suốt bao đêm dài, bao nhiêu tâm tư sẽ chia cùng ai. Mùi hôn khi xưa tan nát trong mưa cùng lời anh hứa. Chuyện tình trắc trở của Bông Hồng Lai. So với tuổi thơ gian khổ và bị miệt thị về ngoại hình của Thanh Hà, thì đường tình của cô cũng gian nan trắc trở không kém. Thời trẻ, Thanh Hà từng gặp gỡ hẹn hò với một nhạc công nghèo. Nữ ca sĩ có mối tình đầu say đắm nhưng nhanh chóng đổ vỡ vì tính cách nóng nảy, khó kiểm soát của bạn trai. Cô từng tiết lộ cảm thấy sợ mỗi lần người tình nổi cơn thịnh nộ. Mối quan hệ cũng kết thúc chóng vánh và không để lại quá nhiều dấu ấn trong tình sử của nữ danh ca. Năm 1997, Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Andy Hồ và sinh một bé gái. Những tưởng sẽ là bến đỗ cuối cùng, nhưng quan hệ hôn nhân của họ cũng không thể kéo dài. Doanh nhân Andy Hồ không thích vợ đi hát. Điều đó dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng cứ tích tụ. Đến một ngày, nữ ca sĩ đành ôm con rời khỏi tổ ấm để tiếp tục con đường đam mê. Mối tình thứ ba của nữ ca sĩ là với một nam nhạc sĩ gốc Philippines. Dù họ đã bên nhau một thời gian dài và dành cho nhau sự chân thành, thậm chí từng chuẩn bị làm đám cưới tại Việt Nam. Tuy nhiên, hôn lễ đã bị hủy bỏ ở phút chót vì mẹ Thanh Hà trở bệnh nặng. Hiện tại ở tuổi 50, nữ ca sĩ quyết định đi bước nữa. Nói về vòng tròn cuộc đời chưa khép lại của danh ca Thanh Hà, đó chính là người mẹ ruột đã bỏ rơi cô khi chỉ hơn 2 tháng tuổi. Nỗi đau vì bị mẹ ruột bỏ rơi đã ám ảnh tâm trí Thanh Hà từ những năm đôi mươi cho tới tận bây giờ. Tại chương trình Sau Ánh Hào Quang vào năm 2017, cô mới được tiết lộ người mẹ ruột mà Thanh Hà không hề biết tên, có tên thật là Nguyễn Thị Mười. Khi đó, nữ ca sĩ từng rất sốc và khóc ngất, gục ngay trên sóng truyền hình vì cuộc trùng phùng hy hữu này. Đối diện với mẹ ruột, Thanh Hà cho biết, cảm ơn chương trình đã cho tôi gặp lại người dì, mà chính xác là mẹ ruột của tôi. Đến hôm nay, tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà. Nữ ca sĩ tâm sự, cuộc gặp khá nhạt, không để lại ấn tượng gì trong lòng cô, bởi hai mẹ con xa cách đã lâu, lại chưa từng sống chung hay chia sẻ bất cứ chuyện gì trong cuộc sống. Tuy vậy, suy nghĩ kỹ, Thanh Hà thấy may mắn vì cuối cùng hai mẹ con đã đoàn tụ, vòng tròn cuộc đời của cô cuối cùng cũng khép lại. Sau này, mối quan hệ hai mẹ con cũng mất nhiều thời gian để hàn gắn. Trong chuyến về quê nhà Đà Nẵng vào đầu năm 2023, Thanh Hà cũng kết hợp thực hiện sản phẩm âm nhạc dịp Tết mang tên Tìm Lại Mùa Xuân. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ, tôi đối diện nỗi đau, tôi tìm lại chính mình, tôi tìm lại nụ cười và tôi đã thấy mùa xuân.